Tin nóng ngày 22 tháng 6 của bài Việt ngữ đã cho tự do. Hai người bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do đều từ chối luật sư. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự gia tăng với Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương. Samsung bác tin chuyển việc sản xuất màn hình từ Trung Quốc sang Việt Nam. Cả hai quản trị viên của nhóm Facebook bàn luận về kinh tế chính trị là Huỳnh Anh Khoa sinh năm 1982 và Nguyễn Đăng Thương sinh năm 1957 đều bất ngờ từ chối luật sư tham gia vào quá trình điều tra chỉ vài ngày sau khi bị công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Hai Facebooker này bị cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020. Luật sư Nguyễn Văn Miến lên trụ sở công an quận 8 làm việc về vụ án này, thì ông Huỳnh Anh Khoa đã từ chối luật sư. Mặc dù trước đó chính ông này đã gọi điện cho vợ để mời luật sư bào chữa. Luật sư Miến nói qua điện thoại như sau: "Hồi sáng nay tôi vô để mà công an trả lời về cái chuyện mà bảo chữa, thì công an cho tôi gặp Huỳnh Anh Khoa và nói rằng là Huỳnh Anh Khoa đã từ chối luật sư nhung nhận điều tra." và anh Dũng có nói với tôi rằng là chúng tôi cố gắng là gói gọn cái vụ án này lại và không mở rộng nữa, cho nên là trong thời gian điều tra 2 tháng chúng tôi cố gắng kết thúc điều tra uh, trong vòng 2 tháng để uh, anh Khoa và anh Thương ấy ra tòa sớm, cho nên trong ngành điều tra thì xin luật sư là không uh, không không có tham gia và cái này là bên uh, công an nói rằng là anh Khoa là anh tự nguyện. Luật sư Đặng Đình Mạnh vào ngày 19 tháng 6 năm 2020 cũng bị thân chủ của mình là ông Nguyễn Đăng Thương từ chối mời bào chữa. Luật sư mạnh nhận xét về chuyện này như sau: thì mà trong những cái vụ án mà nó tương tự liên quan đến những cái tội mà là tội nhóm an ninh quốc gia thì thường thì thường là luật sư gì họ cũng cố họ không có giới họ giới hạn cái việc luật sư tham gia thì cái tội này mặc dù là nó không xếp vào cái nhóm tội an ninh quốc gia nhưng mà nó có những cái đặc trưng của cái tội thì giống lắm nó chỉ coi là như, như, là cái tội xâm phạm vào uh, vi phạm về quản lý hành chính thôi hình phạt thì nó nhẹ hơn nhưng mà <laughs> nhưng mà thường thì luật sư họ vẫn muốn giới hạn là họ không cho tham gia ngay đoạn giai đoạn đầu cho nên là thường thì những cái việc từ chỗ luật sư như vậy thì mình cũng hiểu là thường là do người người bị khởi tố họ họ, họ bị cái áp lực như chúng tôi đã thông tin, vào hôm 13 tháng 6 năm 2020, Công an quận 8 và quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hai quản trị viên của nhóm Facebook có gần 50.000 thành viên chuyên bàn luận về vấn đề chính trị và kinh tế của Việt Nam là Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thương. Vợ của ông Khoa là Phạm Thị Bảo Ngọc, sau đó nói với đã cho tự do là công an không giao bất kỳ giấy tờ gì bắt giữ người cho gia đình trái với trình tự pháp luật. Hai người hoạt động này bị bắt nằm trong loạt các nhà hoạt động bị bắt trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Viện Nghiên cứu Biển Đông quốc gia Trung Quốc dự kiến sẽ công bố một báo cáo vào ngày 23 tháng 6 liên quan đến sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Biển Đông, đồng thời cảnh báo về khả năng xung đột giữa hai nước do nguy cơ đụng độ quân sự gia tăng. Theo hoàn cầu thời báo của Trung Quốc hôm 22 tháng 6, báo cáo mới đưa ra các thông tin cụ thể về chính sách an ninh của Mỹ, việc triển khai và hiện diện quân sự cũng như các hoạt động quân sự của Mỹ gần đây trong khu vực theo báo cáo, kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào đầu năm 2017, việc cạnh tranh giữa các cường quốc giống như dưới thời Chiến tranh Lạnh. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính phủ Mỹ được đưa ra vào năm 2018, nhắm tới việc bảo vệ vị trí đứng đầu của Mỹ trên thế giới và khu vực. Báo cáo cho biết Hoa Kỳ có khoảng 375.000 quân thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm 60% quân thuộc các tàu hải quân, 55% thuộc lục quân và 2/3 thuộc thủy quân lục chiến. Với một lượng lớn vũ khí mới và hiện đại, quân đội Mỹ đã duy trì vị trí đứng đầu hoàn toàn của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương trong nhiều năm, trong khi tiếp tục tìm kiếm việc điều quân mới, ngân sách và nguồn lực để đối phó với Nga và Trung Quốc. Báo cáo cũng nói tới việc tàu của Hải quân Mỹ đã gia tăng các hoạt động tuần tra ở khu vực Biển Đông trong thời gian gần đây, đi qua các vùng nước mà Trung Quốc đòi chủ quyền ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Gần đây nhất, Hoa Kỳ đã điều động cùng một lúc ba hàng không mẫu hạm đến Biển Đông giới chức quân sự trung quốc trong hoàn cầu thời báo biết quân đội trung quốc đã đuổi những tàu của hải quân mỹ ra khỏi các vùng nước gần quần đảo trường sa và hoàng sa đồng thời thực hiện các cuộc tập trận để gia tăng khả năng chiến đấu cho thấy khả năng và quyết tâm của trung quốc trong việc bảo vệ chủ quyền của mình báo cáo cảnh báo việc hoa kỳ đã tăng cường triển khai quân đến khu vực gia tăng hợp tác với các đồng minh quân sự và có các hoạt động gây hấn nhắm vào trung quốc khiến trung quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng chi tiêu quân sự và xây dựng các lực lượng quân sự hợp lý để bảo vệ an ninh quốc gia. Samsung Electronics cho rằng, việc truyền thông Việt Nam đưa tin, hãng điện tử này đang có kế hoạch chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc sang thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay là không chính xác. Reuters loan báo tin này vào ngày 19 tháng 6. Theo tin của Reuters, báo tuổi trẻ trong nước đã đăng tải thông tin vừa nêu từ thông cáo trên trang mạng của Samsung Việt Nam nhưng công ty mẹ của Samsung ở Seoul cho rằng những báo cáo đó là không có căn cứ và không nói lên gì cả. Một vài trang báo mạng khác của Việt Nam cũng đã đăng tải thông tin Samsung sẽ dời dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam vào ngày 19 tháng 6, nhưng vào tối cùng ngày, những bài viết trên đã không còn nữa. Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên hơn 17 tỷ đô la. Samsung cũng đang sản xuất màn hình tại 6 nhà máy ở Việt Nam và hãng điện tử này đã đặt hai trung tâm nghiên cứu và phát triển tại đây thông tin Samsung có kế hoạch dời dây chuyền sản xuất về Việt Nam được đưa ra khi nhiều công ty khác cũng đang bàn tính đến chuyện đa dạng hóa chuỗi cung ứng ở các nước khác ngoài Trung Quốc sau khi đại dịch COVID-19 phát xuất tại quốc gia này đã lan rộng trên toàn cầu. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tối mai cũng ngay trên kênh youtube và facebook của bay việt ngữ đã chào tự do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an